không nhiều chiếc vẫn là mùi gù luôn. À, rồi máy đang nổ luôn á, thì thầm mùi sưng. Rồi em chuẩn bị lên đường, lên đường đi về nào, về để phục vụ anh em dân chơi. Bây giờ thì Alex thử tăng tốc một cái cho mọi người coi nha. Tăng tốc một cái cho mọi người coi nè. Đó. Vô số dứt. Sáu mươi cây số. Ôi trời đất ơi. Rồi chào tất cả mọi người, lại là Alex đây. Hôm nay Alex đang đi trước xe Pajero 207 đăng ký 208 của thanh tra chính phủ. Thì đi hết cả tuần rồi, nay đầu tuần lại về để quay clip với mọi người nè. Đấy, xe đây gần hết xăng rồi, chắc lách đi đổ xăng cái rồi quay lại về rồi quay lại cho mọi người coi nha. Vâng anh, cơ quan họ thay sẵn cho mình đó, 5 xị. Và cái cảm giác mà đổ 500 nó thấy nhanh hết lắm nha, nhưng mà anh đổ một bình á là anh đi hoài không thấy hết. Mà đổ 500 là chút vài hôm là lại hết à. Đi thì đi cả tuần rồi mọi người. Đi cả tuần rồi, ở nhà Alex cũng cho làm mấy lần, cho thay cái đầu Android rồi vệ sinh các kiểu lại cho nó đẹp. Đi hết cả tuần, từ thứ hai đến thứ sáu là Alex đi lang thang không à. Mãi thứ bảy chủ nhật thì mới ở nhà. Nhà thì lại về rồi thấy dơ lại rửa rồi xong mới đi quay clip lại cho mọi người đó. Bây giờ thì đổ xăng xong rồi. Cái bình xăng lúc nào thì cũng phải để cho nó có xăng, chứ còn nếu mà nó hết xăng là nó hay bị cháy cái bơm xăng đó mọi người. Pajero thì cảm giác đi rất là phê rồi, khỏi nói. Pajero mà đi đường chuồng, muốn là đi đường bê tông, đường nhựa gì đó, cảm giác đã lắm, rất là cứng à. Còn bởi vì cái độ tăng tốc với lại nói chung là nó đã lắm, nó bốc, cảm giác nó bốc hơn hơn cả Cruiser, thậm chí là hơn cả Patrol nữa. Mỗi thứ nó có một cái điểm yếu và điểm mạnh. Một cái điểm mạnh của Pajero là tăng tốc mọi người. Đấy. Thì thôi, bây giờ chút xíu nữa ra lắp quay chi tiết hơn ha. Sẵn đi đón mấy đứa nhỏ đi học mọi người. Nó nhỏ đi học về á, thì giờ chưa có giấy tờ thì cứ lên quanh đón trong xóm trong làng thôi. Rồi lại là em đây, Alex. Chào tất cả mọi người. Đấy, cuối tuần về thì là làm clip cho mọi người. Sau khi đổ xăng mới đi đón mấy đứa nhỏ đi học á, thì đây Alex sẽ quay lại ha. Thì nó cũng không có khác nhiều so với lại cái bữa hôm mà Alex coi ở Sài Gòn đâu. Thì con này mọi người cũng thấy rồi đó, 5-6 tháng trời mới mua mà đưa nó về đây được này. Đấy. Thì đây, đây là toàn cảnh của em đó khi về vùng Đắk Lắk đây. Con này là Pajero 2007,
đó, máy ECG nè, Multi V6 3000 nè, Pajero đi thì phê rồi. Đây, để lách mở nội thất cho mọi người coi nè, đẹp lắm. Xe này là đăng ký đời 2007 mà là đăng ký 2008 đó. Nội thất đấy nè, đó, 7 chỗ ngồi, xe của chính phủ mà. Đó, thì nói chung là lam gió, là những cái chi tiết này nó đang còn khá là đẹp ha. Nó còn đẹp, còn xuất sắc lắm. 2000 thường thì Pajero 2000 keo chỉ thì còn nguyên zin hết nha. Mỏng ten hết mọi người. Đấy. Ghế thì cũng khá là đẹp, đầy đủ đồ á. Này, keo chỉ đẹp lắm. Keo chỉ xung quanh xe thì cực kỳ đẹp. Này mọi người. Rồi. Phía sau còn khá là đủ đồ ha. Như hồi trước Alex cũng còn một chiếc nữa, nhưng mà nó bị mất hai cái ghế này. Đó, đi mua đồ lặt vặt rất là mệt. Thì cũng về cũng trải nghiệm, cũng lăn bánh xung quanh làng xóm này này để coi nó còn lỗi cái phần nào. Thì thường xe hành lý cơ quan nhà nước ra mà lúc mà về á, là gần như là nó không phải là chạy liền được đâu mọi người, tại vì xe họ bỏ lâu lắm. Có những con xe bỏ 3-4 năm, thì còn những cái con xe này bỏ 5 là bình thường. Đấy. Nè, nhìn gầm mọi người có thấy không? Đấy. Thì V33 nó xài nhíp, nó không biết được giống như là V43 hay là V73 hay những cái dòng khác. Thì cái form đó là cái form cổ điển, nên nó cái giá trị sử dụng nó vẫn cũng cả sưu tầm cũng thật cũng hay. Đấy. Thì cái nhíp của nó đang còn cái nhựa đó thì nó còn rất là ngon ha. Nhựa đó là nhựa zin đấy. Cầu kiết thì ok rồi. Mấy ông đó thì có bao giờ đi rừng đi rú nhiều đâu. Sếp mà, sếp tổng mà. Gọi là sếp tổng của các sếp à. Đây. Đó, keo chỉ thì đẹp lắm. Keo chỉ gầm bệ đồ này kia. Đẹp. Đây, vẫn còn những cái gọi là văn phòng thanh tra chính phủ phía Nam rồi. Đấy, giờ thanh lý rồi thì sếp được mua xe mới. Đây có xe đi qua. Tới được không chú? Đường nông thôn nó hơi nhỏ, khá là bất tiện. Innova. Mọi người nhìn Innova với nó nè, một trời một vực ha. To lắm. Nhìn đi ở ngoài hoành tráng lắm. Cái bữa hôm mà lách về là có cái bọc phía sau á, nhưng mà nó bị rách rồi, nó mục rồi. Nó lách tháo ra luôn để nhìn nó ngầu hơn, để nhìn cái bánh ở phía sau nhìn nó ngầu, nó nhìn nó thể thao. Nó kiểu ha, thì ví dụ như anh em nào thích hơn nữa thì về đầu tư thêm cái phần ốp rồi có cái sẻn đó. Đó là cái sở thích riêng của mọi người, còn Alex thì thích nó nguyên bản là thích rồi. Đấy. Thì lốp thì cũng là còn mới nè, đầy đủ đồ hết nha. Đấy. Lốp mới luôn á. Lốp còn khoảng 80-90%, đang còn gai nè. Đấy. Bệ bước chân đủ đồ, nói chung là đủ đồ mọi người. Ở trên đẹp lắm. Thì nó có để mà lách chèo lên đây đi. Đây mọi người. Đấy. Còn đẹp lắm. Vậy coi cái gầm. Đây, cái gầm ở phía trước nè. Đó. Miên man ha. Đấy. Thôi thì bây giờ nè, vô cái phần trái tim của em đó. Xe thì chạy được tới 32.000, 326.000. Đấy, 362.000 cây. Biết có đúng hay không? Thì cái
tay thôi, có một tay kia nhấc lên. Hơi khó chịu, hơi nặng. Đây. Đây mọi người. Máy móc thì còn zin hết nha. Thì Alex cũng về cho chỉnh lại xăng lửa rồi. Thì mình có cảm giác nó chưa được đạt lắm, nên là mình cũng sẽ chỉnh xăng lửa. Ok, thay cái bình rồi các kiểu ha. Thì con xe này thì máy móc đang còn zin hết này. Nói chung thì đời 2 những cái dòng mà đời 2008 á mọi người. À 2007, 2008 là đồng cuối rồi. Đời cuối của Pajero rồi. Thì một số anh em kiếm được những cái dòng xe mà sang ngon á, đời 2004, 2005 á mà xe ngon á, thì cũng sẽ hiểu được cái cảm giác là xài những cái con đời 2008 này nó như thế nào. Bởi vì 3-0 mà. Đấy, thì về thì có cái gì hư á, thì Alex cũng có thời gian để mà mình trải nghiệm. Đấy, tại vì trải nghiệm xong rồi mình sửa sang, rồi đến khi mà có xe lại cho anh em á, thì anh em cũng không phải, nói chung là cũng không phải một xe mà rất là nhiều xe rồi. Alex phải thấy nó còn ok thì Alex nói chung là thấy nó có lỗi, thấy khó chịu lắm. Thì con xe này đại thể đẹp. Hai. À quên, vô trong này ngồi luôn ha. Vô trong này ngồi luôn. Đấy. Vẫn còn mùi thơm của lãnh đạo mọi người. Đấy. Ngồi phía sau này khá là rộng ha. Pajero nó có một cái gì đó làm cho Alex vẫn rất là thích. Nên phải là thật là đẹp. Đó, thì Alex mới mua. Thì mọi người thấy rồi. Rất là nhiều những cái con xe mà đẹp đời cuối cùng như Pajero này. Thì Alex cũng mua rất là nhiều con rồi, mọi người cũng thấy rồi. Về rồi thấy cái gì đó rồi, máy lạnh này. Thường thường thì xe nó sẽ máy lạnh để lâu. Đó, mình kiểm tra lại máy lạnh, sau đó rồi mình sẽ kiểm tra lại máy, cầu. Đó, rồi đến khi những cái thứ mà xung quanh nó chưa có đẹp lắm đó, thì mình sẽ làm cho nó đẹp hơn một chút xíu, để khi mình quay clip lên thì nhìn nó sẽ cứng cáp và nó nổi bật hơn. Đó, chẳng ai muốn mà. Còn cái câu chuyện của con xe này á, thì mọi người cũng theo dõi Alex thì mọi người cũng biết rồi. Rất là danh tranh, đến giờ này mà về được Đắk Lắk á, là cả một hành trình rất là dài. Vấn đề nó không phải là như thế này thế kia nha. Vừa phải mất rất là nhiều tiền nè. Đó, rồi vừa phải mất khá là nhiều thời gian. Nên là một số anh em mà đi mua xe đấu giá của cơ quan nhà nước á, gần như là không có kiên trì, là không có làm được cái gì hết mọi người. Nên là theo một con xe là phải cần một cái sự kiên trì đến tột cùng luôn á. Thì cũng cảm ơn mọi người, tất cả mọi người đã ủng hộ Alex và động viên Alex. Cũng chúc cho mọi người có sức khỏe và luôn luôn có những cái năng lượng tốt chiến đấu với cuộc đời này. Rồi, hẹn mọi người ở clip tiếp theo.